Cách trung tâm thành phố Hà Nội chừng khoảng 15 km, làng gốm Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Theo như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư xưa để lại, thì làng gốm sứ có tên Bát Tràng cũng đã được hình thành từ thời nhà Lý, khi mà vua Lý Thái Tổ bắt đầu rời đô từ kinh thành Hoa Lư để ra Thăng Long. Cũng từ lúc này, năm dòng họ làm nghề gốm nổi tiếng của làng Bồ Tát, huyện Yên Mô, phủ Trường Yên, nay thuộc Yên Mô Ninh Bình, là Trần, Vương, Nguyễn, Lê, Phạm đã quyết định đưa tất cả các nghệ nhân làm gốm và gia đình rời làng di cư về kinh thành Thăng Long tìm đất lập nghiệp. Đến Bạch Thổ Phường, nay là xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, nơi có nguồn nguyên liệu tốt để làm đồ gốm là đất sét trắng. Năm dòng họ đã kết hợp với dòng họ Nguyễn ở đây mở lò sản xuất gốm, lập nên làng gốm Bát Tràng nổi tiếng ngày nay. Mà vai trò của cái cụm làng nghề như này là vai trò cung cấp cho kinh đô Thăng Long ở bên kia sông. Đấy. Tất cả nhiều khi cái kinh đô Đại Việt lúc đó nó đóng ở Thăng Long Hà Nội bây giờ, nó cần những cái nhu cầu về mặt tâm linh, về tín ngưỡng và phải là đẹp. Bởi vì nó là kinh đô, đẹp như thế đòi hỏi cái đồ tự phải đẹp, không thể nào nhếch nhác được. Thế còn những các cái vì là cái dân là dân thị thành, dân kinh đô, nó chuộng cái sự đẹp, nó chuộng cái sự tinh tế, nhất là về gốm. Theo thời gian, các nghệ nhân đã đưa tên tuổi, thương hiệu của gốm Bát Tràng nổi danh khắp và trong ngoài nước. Gốm Bát Tràng có mặt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, như làm cống phẩm, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, thậm chí cả đồ thờ cúng. Theo các nghệ nhân nơi đây, gốm Bát Tràng có 5 dòng men đặc trưng là men lam, men nâu, men trắng ngà, men xanh rêu, men rạ. Không biết các nghệ nhân gốm Bát Tràng nơi đây có giữ cho mình bí quyết nào không mà khiến cho sản phẩm gốm nổi tiếng gần xa đến như vậy. Bát Tràng hồi xưa và cũng như Kim Lan là một trong những cái nơi mà cung cấp cho đồ gốm, cho vua dùng, cho quý tộc dùng, cho các đại thần dùng, đòi hỏi phải hết sức tinh mỹ. Chúng tôi đã khai quật rất nhiều ở cái Hoàng Thành Thăng Long và thấy được là trong đó có những cái đồ thờ tự rất đẹp, có đồ mà tín ngưỡng rất là đẹp. Cái đó là dùng để là chúng tôi gọi là đồ ngự dụng để cho vua quan để dùng. Thế Bát Tràng đã, trong cái vai trò như thế là nó đã từng cung cấp rất nhiều năm cho đến bây giờ. So với cả cái lịch sử thì vẫn có thể thay đổi từ cái các triều đình Đại Việt đến nhà Nguyễn cho đến bây giờ thì Bát Tràng vẫn là luôn luôn là tiên phong, là số 1 sản xuất hàng cao cấp. Các sản phẩm gốm tâm linh thì ở Bát Tràng đã làm từ rất xa xưa. Từ thời Lý, Trần, Lê, rồi đời Nguyễn, nhiều sản phẩm gốm Bát Tràng của các nghệ nhân luôn được giới sưu tầm săn lùng. Những sản phẩm không chỉ có giá trị về mặt nghệ thuật, mà còn mang trong đó là cả câu chuyện văn hóa, câu chuyện lịch sử, cộng với đó là sự tài hoa, khéo léo của những người nghệ nhân xã Bát Tràng. Trong mấy năm gần đây thì cái phát triển về mẫu mã sản phẩm của Giang Cao nói riêng và vùng gốm Bát Tràng nói chung đã được nâng lên một bước đáng kể. Nhiều yếu tố truyền thống, rồi nhiều yếu tố văn hóa, nhiều yếu tố thị trường, rồi tính ứng dụng, rồi thiết thực phục vụ cho khách du lịch được các nghệ nhân thợ giỏi là rất quan tâm. Thì cái trang trí của sản phẩm đã được đổi mới, mẫu mã thì đa dạng, khách trong nước và ngoài nước rất là thích. Thì riêng ở trong làng nghề Giang Cao thì quan tâm cái này và cũng đã xây dựng là một cái khu trung tâm thiết kế sáng tạo để cho các nghệ nhân thợ giỏi có cái dịp giao lưu với nhau cùng với các cái nhóm nghệ sĩ mà quan tâm về cái hàng thủ công mỹ nghệ. Thì đấy là cái mà chúng tôi đang tập trung để mở rộng và đạt nhiều thứ này. Thế còn như các bạn đã tham quan khu trưng bày sản phẩm của làng nghề gốm Giang Cao thì chúng ta thấy cái tính đa dạng của sản phẩm rất là lớn, từ những sản phẩm to, sản phẩm nhỏ, những sản phẩm mang
tính trang trí, từ màu men, từ nét vẽ, từ kiểu dáng, từ điêu khắc trên gốm, và bây giờ còn kết hợp với cả là các cái sản phẩm vẽ vàng và dát vàng, thì nó tạo lên cái độ sinh động rất là cao trong sản phẩm gốm hiện nay. Công tác phát triển du lịch của Bát Tràng là một trong những điểm du lịch tiêu biểu của thủ đô trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đấy, chúng tôi xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ đã xây dựng chương trình công tác cũng như là kế hoạch phát triển du lịch của địa phương gắn với phát triển của làng nghề. Trên cơ sở đó thì chúng tôi đã định hướng đối với làng nghề cũng như là đối với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực phát triển du lịch, để từ đó công tác phát triển du lịch được định hướng theo đúng nghị quyết của Đảng ủy đã đề ra. Những sản phẩm từ làng gốm Bát Tràng đều được ưa chuộng bởi mẫu mã đẹp, độc đáo. Lớp men phủ đồ gốm luôn sáng bóng, họa tiết sắc nét, lưu giữ được màu lâu dài theo thời gian. Mấy chục năm vất vả làm nghề và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh đồ gốm thờ cúng, gốm sứ Vạn Linh An đã khẳng định được vị thế vững vàng nhờ vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ tận tâm. Quy trình sản xuất thủ công, từ khâu tạo hình đến trang trí, đều do bàn tay khéo léo của các nghệ nhân Bát Tràng dày dạn kinh nghiệm thực hiện, tạo ra những sản phẩm vừa cổ kính, trang nghiêm, vừa tinh tế và sang trọng. Trong xã Bát Tràng, thương hiệu gốm Vạn Linh An có rất nhiều dòng sản phẩm kỹ mỹ thuật cao, đạt đến đỉnh cao của làng nghề và vươn tầm thế giới. Thì chúng ta biết đến thương hiệu gốm này với những cái sản phẩm đồ phong thủy, đồ tâm linh là rất là nổi trội. Ngoài ra còn thực hiện nhiều cái hợp đồng lớn trong cả nước. Thế thì với cái thương hiệu gốm Vạn Linh An này thì chính là cái tâm huyết của nghệ nhân gốm Nguyễn Trung Thành. Nghệ nhân gốm Nguyễn Trung Thành đã trải qua nhiều cái thời gian tâm huyết với cả nghề nghiệp và với cái kinh nghiệm học tập được từ bên ngoài cũng như là nội tại trong gia đình. Thì nghệ nhân gốm Nguyễn Trung Thành đã phát triển được cái dòng gốm đặc biệt là mới, đó là cái dòng gốm 3D, dòng gốm vẽ vàng, rồi dòng gốm dát vàng lên các cái sản phẩm đồ tâm linh, đồ mỹ nghệ, và giúp cho làng nghề Bát Tràng với cái sự cộng hưởng của cái thương hiệu gốm Vạn Linh An vươn tầm ngoài Bát Tràng, vươn tầm ngoài Hà Nội, vươn tầm thế giới. Từ không gian thờ cúng của gốm sứ tâm linh Vạn Linh An, bày biện sắp xếp đều là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện tâm huyết và tầm nhìn của những người giữ gìn văn hóa. Những vật dụng trên bàn thờ như bát hương, đĩa hoa quả, lọ hoa không chỉ đẹp mắt mà còn mang trong mình giá trị tâm linh sâu sắc. Với những cái gốm tâm linh và với những cái họa tiết, những cái hoa văn đắt nổi đưa vào cái gốm tâm linh ấy, thì chúng ta việc đầu tiên là chúng ta phải cần là đòi hỏi là vẫn phải giữ được cái nét truyền thống. Khi chúng ta mà đưa những cái hoa văn họa tiết, những cái bức đồ họa lên sản phẩm là chúng ta phải hiểu về cái bức đồ họa đó. Và bên anh vẫn là giữ gìn lại những cái bản sắc và những cái họa tiết hoa văn, những cái linh vật mà đưa vào trong gốm tâm linh. Và sau đó thì bên anh đã đưa những cái công nghệ nó cao cấp hơn, đó là những cái công nghệ là như là vẽ vàng lên sản phẩm. Và đến bây giờ bên anh đã là đưa cả những cái là 3D, công nghệ 3D để vẽ lên cái gốm, thì để cho cái gốm đó nó có phần là sinh động hơn, nhưng nó vẫn giữ được những cái nét là truyền thống và vẫn giữ được những cái văn hóa về tâm linh. Đứng trước áp lực cạnh tranh gay gắt từ những sản phẩm giá rẻ từ nước ngoài, gốm sứ tâm linh Vạn Linh An vẫn không ngừng cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Họ chú trọng đến sự đa dạng về kích thước, hoa văn và màu sắc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống. Bàn thờ có đầy đủ âm dương nhật nguyệt sẽ giúp cho vạn vật sinh sôi nảy nở, tài lộc, may mắn, sung túc. Mỗi sản phẩm tâm linh đều mang trong đó là một ý nghĩa nhân sinh, giá trị riêng có và không thể thiếu được. Một bộ thờ đẹp không chỉ đáp ứng về nhu cầu thẩm mỹ, mà còn thể hiện văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt.